Gì? Ê, 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 ê. Ơi, được không? Nơi đó chú đây thờ vong linh hay là thờ thần thánh ạ? Bà có cách nào cho tụi con biết được? Ôi, tụi con thì cũng từ nơi khác đến đây, cũng không có phải là đến đây để mà phá hay hoặc là như thế nào, để mà đến đây để tìm hiểu về các linh đây đang chịu khổ nơi này, để mà tìm cách hướng dẫn về nơi khác để tu tập siêu thoát. Đó, nếu mà tụi con mà đến đây có làm điều gì sai trái thì cũng mong rằng được bà ở đây cũng bỏ qua cho tụi con nha. Ê, ê, ê. Đâu vậy? Bà biết đâu, bên đó nó bay qua sẹt qua đây qua nè. Con chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng và kênh Săn Ma Vlog cả nhà. Chào cả nhà, cả nhà. Cả nhà thì hôm nay con cháu con trở lại cái khu nhà máy của công ty làm rạch đó mọi người. Cả nhà, hai cậu cháu đến đây là đúng 12 giờ trưa hiện tại là gì? 12 giờ trưa hết rồi. Tin nhắn gì? Thì cả nhà hai cậu cháu lần trước đến đây thì khi mà gặp cái khu nhà bên kia. Nhưng mà cả nhà thấy nè, dường như mỗi một nơi xuất hiện có vong linh khác nhau, không có vong linh ở nên không có cái vong mà đầu tiên mình đến không có cái bà ở bông đỏ đỏ. Đi đâu gặp bà chứ. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng thì mày nói mày giúp tôi giúp rồi mà không biết đi chưa, không biết, tại vì cũng lâu rồi chưa qua khu này, rộng quá hai cháu lội không, cũng tại vì cái bà mặc áo bông đỏ này bà xuất hiện nhiều nhất là chỗ cái miệng lò, với lại ở xung quanh chỗ cái máy lớn á, mấy cái máy mà làm gạch đó, máy chạy nhai đất cái làm đạt gạch đó. Ừ. Đó là khu vực đó là bà xuất hiện nhiều. Không, nhưng lúc trước cả nhà cũng đến đây á thì cũng có thấy một cái người nữ mặc áo dài trắng, tóc dài, nhưng mà lại những lần đi với Tú đến thì làm thấy nhiều khi không biết có hợp không là không thấy. Bởi vì không biết tại sao mà từ cái ngày mà đó tới giờ lâu lắm rồi. Nói chung mình cũng tùy thôi quý, tại tùy đôi khi người này hợp thấy bông này, người không hợp với không thấy bông này thấy bông khác đó. Thì đa phần thì tụi con đi đến nơi này rồi thì có thể là gặp bông linh này, nhưng mà có ai có khác đến họ sẽ gặp bông linh khác đó. Thì nhiều người hỏi tại sao này đến đây lần này lần sau khác lại lần bên khác. Thì cả nhà thấy thì trước đây mà Tú đến đây thì chính cái chú giữ lò đi lò là có kể là rằng là ổng đã từng thấy cái vong, chấm dám ổng nói là phong máu bông mình gặp vong của cô gái đó. Đúng rồi, mà bây giờ cả nhà tụi con đến đây thì nói chung thì chú hồi nãy ông ngoại chú nói nãy mình gặp lúc mà mình ngồi uống ở quán đó, ông nói là không phải là một đâu mà rất là nhiều trong này, dễ dàng là chỗ nào cũng có chứ. Đúng rồi, nhằm người thấy này người thấy kia rồi xong mà trong cái việc mà gọi là lao động cả nhà bị tai nạn lao động cũng có nhiều người chết xong rồi họ nhát. Cả nhà biết hầu như tất cả các công ty nhà máy đa phần mọc lên là ở những cái mảnh đất quen, những mảnh đất thuộc về là mồ mả đâu, tại thường nhìn những nơi đó rồi là cái chi phí mặt bằng nó rẻ. Thì sao tại thời xưa người dân ta ưa chôn má lạng nữa. Ừ. Rồi thôi khi công ty người ta khi mà xây dựng lên người ta không thấy nấm không thấy mồ á, bắt đầu thấy lạng á, đầu ta xây lưu. Rồi bắt đầu là cái mộ nằm phía trong khu vực công ty. Mà đa phần những cái gọi là một là đường này nọ đồ hoặc là hai những công ty đồ á. Trời ơi, người ta mở đường người ta phá mộ đẩy. Thì đó nghĩa là giải phóng một bài khi mà ngay mấy chỗ có mấy chỗ mà mới chôn được 50 năm lấy lên như mắm phía ghê. Mà thêm một phần nữa giống như là khi mà tính nói gì quả thì nó đã nói gì không thì tính nói gì tự nhiên cái mày nói cái tao sang ngang tao quên gì ta có nghĩa là có nhiều nhà người ta ở vùng khác đến, khi mà mình á như địa phương mình biết là ở nơi đó trước đây là có mã mồ rồi nhưng mà khi mà dân địa phương khác đến thì người ta đâu có biết đâu cả nhà, người ta cứ mua thôi. Có nhiều căn nhà thậm chí là xây trên cái mảnh đất là nghĩa địa mà được giải phóng, tại khi mà con lộ giải phóng ngang thì hai bên nghĩa địa sẽ người ta sẽ giải phóng luôn, thì thành là hai bên là phải sau này nó thành là nền nhà, thì không biết thì mua phải cái nhà mà trên khu nghĩa địa
hoặc là nhìn ở nơi bệnh viện hoặc là mấy cái gì cũ ngày xưa đó mà bị xây lấp lên á thì đâu biết. Sau khi về ở thì mới bị, mà bị rồi á thì đã trễ rồi, cho dù mà người dân địa phương bây giờ có nói nữa là cũng đã xong rồi, tại đa phần á là người ta bán á, là người ta đó ta giữ gặt nếu mà gắt là mặt cái vụ mà cái thông tin đó mới bán được, chứ nếu không không nhưng mà lộ ra mua. Bởi vì có nhiều trường hợp họ nói như con nói cái nhà mà con nói trước đây á, thì cái nhà đó tại do bị hầu như cái xứ đó ai cũng biết rồi, thành ra rất là khó bán, chỉ bán cho những người nơi khác đến dạng là người ta thấy ở nơi đó phát triển, ta thấy đường xá thông thương đó, và thậm chí là giá nó rẻ thì người ta lao vào người ta mua, nhưng người ta không có nghĩ đến là mảnh đất đó nó không có tốt, đa phần là vậy. Chứ mà dân địa phương đâu ai dám nhúng vô, khi mà đã biết rồi người ta rẻ, giống như thay vì ở mảnh đất kế bên đó 2 tỷ nhưng mà cái mảnh đất đó khoảng 1 tỷ thì thầy người ta mua 2 tỷ, người ta không dám gỡ vô 1 tỷ, tại khi mà gỡ rồi nói chung chắc là cái rẻ là người ta phải có vấn đề gì đó, người ta phải biết là rẻ, tại vì nó cùng một cái mặt đường, nó cùng một cái vị trí, nó cũng là giống nhau, nó thuận lợi, nhưng mà tại sao một bên lại rẻ, một bên lại mắc, lý do là phải có cái điều gì đó, người dân ta cái chủ nhà này cần bán tháo bán gấp đó, người ta mới để hạ giá mức độ gì cho dễ mua đó, chứ không phải đơn không thấy ông này rẻ mà ông này mắc là tại sao mà so đo chênh lệch nhiều quá mà mua bên rẻ không mua bên mắc, mình phải cân nhắc vấn đề rẻ với mắc nhiều lắm đó. Nhưng mà ai cũng vậy, thấy rẻ ai cũng ham, ai cũng ham. Thôi bây giờ cả nhà, thì hai cậu cháu hôm nay trở lại cái hướng bên này thì mong rằng là hai cậu cháu có thể nhìn thấy được những vong linh mới, hoặc là có thể là hữu duyên thì có thể giúp được những vong linh mà đã từng thấy nhưng mà chưa có tiếp cận được. Đi cả nhà. Hai cậu cháu con đi ngay cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Hai cậu cháu con đến đây thì tại hôm nay đi cái cánh này vô, cho nên là thành ra đi hành hướng này. Thường thường đi từ bên kia vô, nhưng hai cậu cháu hôm nay thì quyết định đi đường này vô. Khu vực ở đây thì hầu như là rất là rộng đó nha, để chủ yếu để phơi gạch á. Đúng rồi. Ở đây có bữa hổm tôi qua đây cũng hiện tượng liên tục. Khu vực mày nhìn này. Tao nghe, tao nhìn mày. Ý là nghe nhìn xung quanh mình á. Ông đi trước xong nhìn tôi được. liếc cái gì? Chứ sao vậy? Cái miếng thiết nó bay ra nè. Ê, cũng đèn, trời, cũng đèn. Thì bà hôm đó mà điều không chết chết luôn. Chắc mổ lâu lắm đó. Thôi. Mới tưởng tượng ớn quá. Cái không gian này cả nhà khi rộng như nè, có một lần cả nhà con đến đây có một mình thôi, là cái vong linh người nữ mặc áo trắng dài xõa tóc, là đứng ban ngày mà đứng thư lư luôn. Đâu, núi cây đó hả? Đứng ở góc này góc kia góc cây hoặc là hôm trước tôi cũng cái đó hết lần tôi gặp mà không có bà. Có miếng thiết chắc mà mốt độ nó nguy hiểm thiệt quá. Lấy cái bù không thiệt chứ đường này nguy hiểm quá nè, này muốn sức nè, gió một cái một là sức đó, này gió mạnh nó vũ sức liền. Miễn được nghe, cẩn thận nó dò nghe. Tôi mang giày giống ông mà. Gì? Tôi mang giày giống ông. Hàng có giống thứ à? Tại hôm trước tụi con được cái gì trời? Cái cây cái máy này cái đèn công binh nè. Thấy cái nhà thấy không, mà ở đây đứng là giống được. Như là giữa trời mà đây đứng này giữa trời mà trống lỏng nè, nắng quậy. Nhìn thôi thấy gì không kỳ vậy? Lần trước đó là nè, khi mà đến đây một mình cả nhà, họ ngồi trên cái máy á, có một lần tao mới thấy nữa. Chỗ cái máy nhai đó. Là cô gái bông. Nhưng mà có một lần cái người nữ ngồi trên đó xải cái giặt tạc áo dài lắm. Vớ ngồi trên vậy. Mà lần đó cách đây đi đến đây còn tháng mấy nay rồi, gần 2 tháng nay rồi. 2 tháng gì, có hơn nữa. Lâu lắm rồi. Hôm trước tôi thấy một cái bông bé gái hay bé trai gì giống như học sinh nhưng mà giờ mất tiêu luôn, không thấy. Kỳ. Xuất hiện chung với cái bà, một cái bà già. Đi lầm khòm. Mà cũng khu vực này nè, nhưng mà lâu rồi không qua đây, không biết còn đây không. Gì? Nghe tiếng gì nữa. Mấy cái máy này
Nói chung cái nhà mấy cái máy đa phần những cái máy mà gọi là mấy máy lớn gì dễ xảy ra tai nạn, mà đa phần xảy ra tai nạn là chết người không chứ không phải thường. Máy này chỗ này là ga gạch nè, máy này còn ép máy à. Kia là nhai đất cho nó nhuyễn nó nhừ vậy. Lăn qua đó lăn qua. Ừ. Còn cái này là cái chỗ đưa đưa đất lên nè. Ừ. Không, chỗ này chỗ cũng là nhai đất, nhưng nhai cho từ đất đất bự ra đất nhỏ. À, xới. Ừ, xới. Này xới, nó có cái dạng xới kìa. Cái máy này chắc đưa từ đất về đồng vô. Chắc vậy chứ. Khoan đợi thắp nhang cái. Nam mô A Di Đà Phật. Ê. Nam mô A Di Đà Phật. Ê. 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 Đâu vậy? À biết đâu, bên đó nó bay qua sẹt qua đây qua nè. Bay qua sẹt bên đó qua. Siêu tét đầu rồi. Mà hôm nay cái đỡ cái thùng mũ. Còn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con cầu Đức Đại Nhân Trạch Sổ Thần Thủ Địa ở đây. Con là Phạm Nhân Lộc và cháu con là Nguyễn Nhân Tú, hai cô cháu đến đây thì chỉ mong là Đức Đại Thủ Thần Nhân Trạch ở đây chứng giám cho cái tấm lòng của tụi con. Hai cô cháu chúng con đến đây cầu mong là giúp đỡ những vong linh hương hồn ở đây sớm ngày được siêu thoát, giúp cho họ tìm ra được cái ánh sáng và cái đường đi để sớm ngày siêu thoát. Tụi con không có muốn cái gì mà hại cho vong linh. Con cầu đất đai nhân trạch thủ thần để giúp đỡ cho hai cô cháu sớm được cái hoàn thành tâm nguyện cũng như giúp đỡ những vong linh ra đây. Nam mô A Di Đà Phật. Quả đạn thì cục gạch nữa. Mở cửa ra luôn rồi. Ừ, cái cục gạch bay đó đó. Cái này cái ổ điện, thùng điện, thùng cò dao nè. Ừ. À, cái máy này mà cho mình bán ra là mình sống cũng bộn. Mơ rồi. Biết nhiêu tấn mà đây. Máy khắc dụng nè. Ừ, tấn sử dụng. Sao cái thùng này hoài luôn á? Ừ. Đúng không? Cái thùng này không nè, đúng không? Đúng cái thùng này đó. Gì biết giữa cái vòng của một cô bé gái xuất hiện ở đây nè, xuất hiện chỗ có biển chữa cháy nè. Ừ, thò cái đầu ra đâu mà lại đó mày ấy ra. Mình chỗ đó luôn à? Gì cầm luôn cái thùng dưới đấy luôn. Cho nó khỏi sợ bị gầm gầm. Ở đây có mấy cái ly đèn nè. Mấy cái đèn. Vậy là chỗ này có chỗ thờ nữa rồi. Ở đèn cây da, mà ly nè. Gì vậy? Ê. Gì? Ra đây. Ôi trời. Cái ông cái. Con này giống ông nói vậy. Đó. Nam mô A Di Đà Phật. À, không biết là vong của bà hay cô để tụi con có tiện vấn đề để mà giao tiếp với bà được hay không ạ? Cô ơi, tụi con thì cũng từ nơi khác đến đây, cũng không có phải là đến đây để mà phá hay hoặc là như thế nào, để mà đến đây để tìm hiểu và các linh đây đang chịu khổ nơi này để mà tìm cách hướng dẫn về nơi khác để tu tập siêu thoát. Đó, nếu mà tụi con mà đến đây có làm điều gì sai trái thì cũng mong rằng được bà ở đây cũng bỏ qua cho tụi con nha. Không chịu, đắc đầu. Ông Bồ được cúng rồi. Nam mô A Di Đà Phật, vì con cũng đã hữu duyên cũng đã gặp được bà hạt cô rồi đó. Thì hai cô cháu hôm nay đến đây á thì cũng là với cái tâm mong rằng có thể giúp đỡ
hồi hướng công đức cho vong linh sớm ngày được siêu thoát. Chứ hai cậu cháu không có ý gì đó là muốn gây hại cho vong linh đâu. Mong rằng là bà cô gì đó hiểu cho cái tâm ý của tụi con. Bà không chịu. Được không? Rớt. Thì tụi con trước đây cũng đã đến đây cũng vài lần rồi, nhưng mà không biết là vì sao hoặc như là không có duyên hay là không gặp được bà. Thì hôm nay tụi con trở lại thì chắc lẽ là cái duyên cũng đã đến và bà cũng được ơn trên người ta gia hộ và cũng như là hướng dẫn cho tụi con gặp gỡ được bà để giúp đỡ cho bà. Và tụi con cũng khuyên rằng là bà nên đâu ra liên tục đi. Ê, cái thùng này nằm đây mà. Cái thùng này nằm đó mà. Mất tiêu rồi. Gì trời? Quái. Cái can này nằm đây, cái can nào nữa y? Cái gì? Cái can nằm đó mà. Cái can gì? Cái can á. Cái can hả? Ừ. Đùm lum can kìa. Nam mô Di Phật. Thì tụi con cũng không biết là nơi đây trước đây những cái máy này không biết là đã có xảy ra những vấn đề gì đó mà đã khiến ai đó ôi ra cái gì vậy. Tôi mới để cái thùng luôn á mà mày nhìn những cái tường kìa, cho giống cái người với cái đầu người vậy. Nước á, không biết cái gì này. Cái bệt thì thấy ghê nè, bên kia kìa. À, những cái bệt thì ghê quá, bọt. Sao tao biết? Thầy coi thử đi. Cái hồ nước hả? Này cái bồn nước gì á. Sao nó chờ bọt cái này ghê nè. Ấn quá. Ê! Bà này xuất hiện ở cái máy này. Chắc có lẽ là bà này có liên quan gì tới cái máy này. Tại đa phần là họ mắc ở đâu thì họ sẽ lẩn quẩn ở khu vực đó. Mà sao cái bông kia cũng trên đó nhớ không? Có bông người nữ ở bông đó nhớ không? Cũng trên đó. Biết đâu có thể trước đó bà kia đã ở đây lâu rồi. Ê! Trời trời! Bắn ngồi đó kìa! Bắn ngồi đó kìa! Tao đâu quay gì ở dưới này? Ôi! Bắn ngồi trong cái máy không hả? Trời trời trời! Cái gì? Ê, như mà bị nhai xuống rồi. Ê, dương bị cuốn xuống rồi hả? Bị cuốn rồi. Ê, để ông từ đây tôi coi thử nha. Từ từ nha. Ừ, ông mày đi. Ô, quên. Ông ấy đây, tôi làm cho tôi nhờ mình. Từ từ. Nó không có hoạt động mà. Căng thẳng nghe mày. Ở cái này, cái chỗ là bánh. Ê, cái gì? Ê, được không? Nam mô Di Phật. Được không? Ổn không? Bà ơi, thì tụi con ở đây không phải nè. Cố ý phá bà đâu. Ở cái này, cái chỗ là bánh. Ê, cái gì? Ê, được không? Thì con này đang giúp cô ấy giúp đỡ bà đó. Ở trong đó không có gì, không có tài thọ lên á. Ở cái chỗ mấy cái bánh gan nó sẽ nhai nè. Mì hiểm gì. Ê, có cái lỗ nhìn vô kìa. Nhìn vô thử coi. Ờ, cái gì trắng trắng nè. Có gì trắng đẹp không? Đó kìa. Ê, giống nhít kìa. Ít bàn tay. Mày cầm máy tao leo lên thử coi. Rồi xong có gì tao lấy cái máy tao quay nè.
trong cái lõi của nhà. Thì không đưa máy lên dính quan dính. Ừ. Gì trời? Cái gì trời? Vậy? Gì đùng 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 đùng. Nó thủng dưới cái bên luôn. Mở cái gì? Cái gì? Cái gì là cái gì? Cái lò cập cập vậy? Không biết nữa. Lò cập. Ê mày nhìn tao, tao nhìn mày chắc ăn. Ê ê. Không biết cái đâu luôn. Quá trời liên tục chứ. Sao mấy cái can lại nằm xung quanh. Ê 1, 2, 3, 4, 5, 6 xung quanh mình chơi. Quanh mình chơi luôn á. Ừ. Tiếng gì trời? Tao reo chảnh cái ra tức. Không được luôn. Leo leo đi. Cái nhà đây chỗ cái lỗ quá. Chỗ này nè, nhất tôi có bằng tay đưa ra cái lỗ rồi nè. Có gì không? Ồ, không thấy gì chứ không? Không. Hồi nãy tôi nhìn tôi thấy gì đâu mà tự nhiên có cái bằng tay lúc dưới cái thò lên á. Có bằng tay lúc dưới thò lên giật mình. Ý cái gì? Cái gì? Ê, 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 ê. Có cái gì ở trong á? Gì đâu thằng? Cái này cái lỗ mà, cái lỗ nhai đất nè. Ở cái lỗ nó nhai từ trong nhảy vậy cơ mà. Có khi nào bà này có bị máy nhai không? Máy nhai không? Ai là biết đâu. Ủa? Cái chỗ này là có người vô đây thì gã đồ món từ từ nè. Gã đồ món. Mẹ lấy mấy ngóc tiêu nè. Cái chỗ nó có cái bạch đạn hay gì đó. Hai vòng tròn đó. Ừ. Nguyên cái chụp nó lấy vậy. Ừ. Cái chụp nó để chứa bò đó. Ừ. Bọc đúng rồi. Đi qua bên nhà đây thử đi. Cái đợt trước á mình qua đây là cũng có thấy cái khánh. Khánh thờ mày. Khánh nó ở bên kia rồi. Ừ. Là cái chỗ này là cái chỗ thờ nè. Bên cái miệng hang rồi. Ngay chỗ này là giống như trước đây là một cái chỗ nơi để đi thờ cái gì đó. Chỗ này đây có chân mái nè mà chưa biết mái gì nè. Cái chân mái nè. Đâu? Đó chân mái nền mái đó. Ở cái nền mái. Mà không biết để gì nè, không mái gì. Mà mái bị lấy đi rồi. Cái gì bay với cái tre bay ghê quá. Ê, nghe tiếng gì không? Hả? Tiếng é gì vậy? Nghe tiếng ai nói chuyện đây nè. Ừ. Nghe không? Nghe. Ây! Cái gì trời? Mình cái cây. Nhiễm quá vậy? Ây! Cây. Bà đứng kìa. Cái gì? Bà đứng đó. Bà đứng ngay cái cửa đó. Thấy không?
Mày đứng nghe cái kẹt cửa vô vách tường đó. Đâu mày đi nè, nhìn má mày thấy vậy nè. Ờ thế Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, kêu bà không chịu. Cô ơi, cô mới chịu. Bây giờ tụi con cũng không biết là cô đã mắc đây lâu chưa. Thì theo con nghĩ chắc cái độ tuổi của cô chắc cũng lớn lắm. Nhỏ à? Nhỏ là khoảng bao nhiêu? 30 không? 40? 50? 20? 15? 60? Chờ điểm số. Thì bây giờ tụi con thấy cái hình hài của cô cũng khá là trẻ. Nhưng mà chắc có lẽ cô đã mắc đây lâu rồi phải không? Mà sao 60 còn trẻ ta? Bây giờ nói chung là bây giờ như thế này, tụi con trước khi đến đây thì cũng đã gian giái ở đây, linh cạch ở đây, thu thằng con đĩa ở đây, cũng như các binh hộ ở đây. Thì không biết là bà có nghe tụi con khấn giái hay không ha. Thì hôm nay tụi con ở đây thì mục đích á, để tìm những con linh đang chịu khổ đói lạnh nơi này để tụi con đưa về một nơi khác. Bà đuổi. Thì tụi con không biết đã làm sai điều gì mà tí lo sợ quá, nguy hiểm quá cả nhà. Nó tiêu rồi. Có gì không? Không thấy. Mình nghĩ lại, mỗi lần mình đến một cái khu vực nào đó, vong linh nào đó xuất hiện là vong linh khác không xuất hiện. Đâu rồi? Hướng này, trong vách này nè. Và trên tường này có những dấu vết, dấu mới này nè, cũ nè. Dấu tay. Dấu tay. Bụng đất không? Tay, tay bụng đất không à? Anh nghe tiếng kêu. Nghe nghe. Chỗ cái lỗ thấy mà thấy cái đầu thì không biết là con nào đâu, không phải phải bằng bà nãy không thì đó. Ê, càng ngày càng cao lên kìa, thấy không? Ừ. Ý gì? Ý gì? Cái gì giật mình thì mới cao lên tiếng đất không đi đi. Ý, càng ngày càng cao lên kìa, thấy không? Ừ. Ý gì? Ý gì cái gì giật mình thì mới cao lên tiếng đất không đi đi từ đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, ý. Ý dồ. Đi chậm thì lẹ thấy bà sao lưng luôn trước luôn. Đi chậm thì lẹ quay bạch cho mình tôi luôn rồi, vừa tới luôn. Ủa, ai cấm nhang đó lệnh chứ? Tôi cấm mà không. Ủa, nếu tụi nó cấm có 2 cây mà sao giờ hình ra nhiều cây với ta? Cấm 3 cây, 6 cây, phải không ta? Ừ, tôi cấm thì vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, nghe tiếng động bệnh á. Ừ. Chậm thôi. Nhiều bước lại đâu. Cũng... Mình xin dám lại. Bà ơi, bà còn ở đây cho tụi con gặp gỡ bà được không? Bà ơi. Là trời ơi. Đâu ngoài tâm thiết rồi. Quải, nghe chỗ này hoài nãy giờ 3-4 lần luôn á. Ê ơi. Bà này chứ có cái miếu gì nè, có cái nền nè không? Thấy à? Có cái miếu. Miếng to luôn nè. Ừ, ở dẹp dẹp thử coi có bàn thờ gì không. Chậm thôi. Cái gì ta? Ê, đây nè. Rõ ràng, cái bàn thờ rõ ràng. Hai mình dọn cái chỗ đó đi. Thờ gì biết không? Khánh. Khánh, có cái khánh.
không biết thợ gì, không biết thợ gì. Hai mình dọn chỗ đó đi, có gì đốt nha, bể nát cái trời rồi. Đấy, tao sửa cái máy cái cho nó. Ô đây nè quý. Nguyễn Khánh luôn à. Nguyễn Khánh nè. Bằng đá hả ta? Bằng nhựa mà nhựa cứng. Giả đá. Giả đá. Mình không biết là đó thợ gì đây nè. Gì ta, không có dấu vết gì chứ. Dấu vết là thờ mà không biết thờ. Này thẳng lên đây luôn nè. Thì nè, cái máy che có nghĩa là cái hướng chiều ra là quay hướng này nè. Có đèn đuốc luôn nữa nè, mà giờ có đèn nữa nè, bị trúng cắt hết rồi. Mà sau này là gì, cái bệ mà sao nó ngã. Đúng rồi, dựng lên nè, dựng lên mới đúng. Như là một cái bàn thờ đứng ấy. Giống như bên kia, đúng rồi, vậy luôn á. Nhìn thử được không? Nổi không? Nổi á. Chắc không nổi đâu. Thử đây. Nặng lắm ơi. Nặng lắm chịu nổi đâu. Nhá thử nghe. Hụt hụt dựng rồi. Rồi thôi luôn. Để điện thêm 8 người. Nguyên cái chỗ này là thờ cái gì đó cả nhà, mình không biết được. Thì có thể là mẹ Quan Âm. Cái này là dựng tới đây nè. Mà lên tới đây rồi đụng đi luôn là đúng luôn. Nhưng mà cái mí này là như là chắc xi măng ít quá rồi, nó không bám dính. Với lại bên này bị đứng nè. Này sập xuống. Sập xuống rồi thành ra nó chịu nổi bật cái. Thì cái nhà thì trước đây có lẽ là một cái miếu. Thờ gì đó mình không biết, không biết thờ mà. Nhưng mà mẹ trước mắt thì có một cái khánh nè. Thì nói chung miếu nào cũng có khánh nữa. Thì đa phần là thờ một vị nào đó thì ưu tiên đúng không? Nhưng bên hông sẽ có một cái khánh, giống như thờ Quan Công, thờ cũng có thể là cái khánh đặt trên đây luôn chừng. Rồi. Khánh bên đây nè, rớt đây bể. Đúng rồi. Ngã đây là bể luôn. Bờ hở mà gặp cái cục gì màu vàng vàng nhớ không? Mà không có ly hương ở đây nè. Hương đâu không? Còn cái bát còn rồi ly, ly bể rồi, đây ly dưới này nè. Rồi úp xuống đây quên. Nè chén rồi bát hương luôn nè. Bát hương luôn nè. Rồi banh chén. Này cả nhà. Bát hương luôn. Bát hương ly cũng có dĩa đó. Ly nước này. Hay là bây giờ họ làm tiếng động đây cho em biết là gì? Bên đây có gì vậy? Đây nè, quên nguyên cái ấy này nè. Nguyên cái khánh trong đây nè. Đây nó môi cho Phật. Bà bè, ơi. Bẻ cây, dẹt cây. Máy không thấy được. Đạp xuống ừ. Bà đang ý và bà đang nói cái gì ở đây nè. Nam mô Phật bà ơi. Thì nãy giờ tụi con cũng có dọn dẹp ở đây. Thì không biết là bà có ngự này hay không. Bà ở đây. Không phải bà ở đây. Mà trước đây nó đây có điều gì mà. Ở đây thờ cái gì vậy bà? Ở đây thờ gì bà? Bây giờ tụi con thì không có biết là ở đây trước đây thờ cái gì. Cái tiếng bài á, bài cái là cái đế đấy. Cái mặt để lên mặt đó đó. Tụi con đi đến đâu á mà gặp những cái chỗ mà miếu thờ tin ta bỏ qua, tụi con cũng muốn
gọn vẻ sạch sẽ, chỉ sợ là có vấn đề này kia thôi. Cái này gì ta? Đó thì cái chân á, cái chân á. Đúng rồi, đang cày đây nè. Không phải, cái chân dán bằng keo, cái chân mày nhớ cái bàn thờ tại địa ở bên kia không? Cái gan gì luôn đó. Bây giờ tụi con thì hiện tại thì không biết ở đây là thờ ai. Thì con thắp ba nén hương đây. Cũng cầu mong nếu mà có hương linh vong hồn đây thì cũng được một cái gì đó nó ấm áp. Gần đây con cũng có nghe một số cô chú có bình luận có nói vấn đề mà có một kênh nói về tụi con. Tại cái kênh đó thì con nói mình không có nói tên, nhưng mà cái kênh nó chuyên đi đập phá những bàn thờ vậy nè. Còn có nói hai cậu cháu nè, nói chung là làm giả này kia. Còn họ thì họ tại sao mà họ đi đập phá bàn thờ vậy mà không thấy gì mà tụi con lại thấy. Tại họ vậy giờ ai mà cho họ thấy? Họ giờ cứ dặn dành quỷ. Họ nói hả? Ừ, nhiều người nó mới là gì nó mình đi nè. Mà mình nói sơ đâu, mình không có cần. Mà họ nhắc mình không? Có. Nó thẳng luôn hả? Ừ, có nói mà người ta nói lại là tao không biết coi, mà tao không biết nói video nào. Thì nói vậy thôi. Cậu cháu con đi đến đâu gặp mỗi miếu chúng con rất là tôn trọng. Phải nói là nếu mà có thể thì chúng con muốn phục dựng ra luôn nữa. Muốn làm lại cho sạch sẽ. Nhưng vấn đề ở đây là thứ nhất là nơi này hoàn toàn của người khác. Đúng rồi. Tụi con không có quyền để xây dựng cái lại. Cái này có người giữ nha, chứ không, tụi con vô đây cũng là có được cái sự cho phép. Không phải khơi vô được đâu. Thì tụi con gặp những nơi này thì tụi con muốn dọn dẹp cho sạch sẽ lại, giống như là mình thắp hương cho nó ấm cúng thôi. Chứ thật sự nếu mà phục dựng lại thì rất là khó, không có khả năng. Giống như người ta không cho đâu. Không cho. Tại cái nơi, những cái nơi thế này người ta phải đơn giản đâu nha. Còn vấn đề mà nhiều có người ta nói với tụi con như thế nào thì thật sự ra không quan trọng. Quan trọng tụi là tụi con đây cũng có tấm lòng để mà giúp đỡ ai thấy mà cảm nhận được tụi con làm đúng thì cứ theo dõi. Bởi vậy. Còn nếu mà cô chú anh chị thấy ai đó nói đúng gì tụi con hoặc nói sai thì tụi con mà mình không tin tụi con hoặc là tin họ thì đó tùy lòng thôi. Thì đó. Chứ tụi con không có phải là cái gì cả. Đáng lẽ con không nói tại sẵn cái vụ này con nói thôi. Thôi bây giờ mình đốt nhang. Bởi sao? Tại sao mà ta nói cái câu là có thờ thì mới có thiên. Có thờ có thiên, có kiên có lành. Mình không thờ lấy thiên. Bởi vậy mình người ta không tin thì người ta đâu có thấy. Không gì thấy được, tại vì đâu ai cho thấy. Bởi vì nhiều người tại sao mà tâm linh cái nhà hết. Có người ta từng chứng kiến là những vong linh như thế nào người ta mới tin. Còn có những người cả cuộc đời không thấy luôn. Tại vì đúng. Họ không tin đúng. Họ không tin thì đâu có thiên đâu mà tin. Mà đâu thấy được đâu mà tin, đúng không? Bây giờ vấn đề tụi con sẽ rạn gắt của con bên. Thì tụi con đang làm nơi đây thì hiện tại giờ tụi con sẽ cúng kiến và cũng như là đốt bàn hương đây đi. Đúng. Thì tụi con hiện tự không biết là ai đang ngự ở đây. Thì lúc nãy thì cũng có những cái hiện tượng ở đây thì chắc có lẽ họ đang báo. Họ đang cũng như là muốn họ cho chúng ta biết. Cho ta biết là họ đang đây đó. Nam mô A Di Phật. Thì con cầu ở đây chặt thủ thần có để đây cũng như các vong linh hồn này thì trước đây ở đây chắc có lẽ là một miếu hay một cái gì đó để mà thờ cúng một vị gì đó. Thì hôm nay tụi con có duyên đi ngang đây thì không biết là ai đó ra cho tụi con một cái điều gì đó để tụi con nhận thức được đây là có một cái miếu, một cái nơi thờ cúng. Thì bây giờ tụi con cũng cúng kiến ở đây thì ai ngự ở đây thì cũng mong rằng là nhận được những tấm lòng tụi con đem đến đây. Và nếu mà hương linh thì cho tụi con gặp gỡ được hình hài để giúp đỡ. Còn nếu mà thần thánh thì cũng mong được gia độ cho tụi con được có cơ hội giúp đỡ hương linh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nãy thấy bên cây này có cái gì nữa nè. Cây nè. Ở bên đây, trước đây cái gì đây ta? Đây có gì đây mà, cái kho hay cái gì á? Nhà nữa đó. Nhưng mà ở đây mà này chắc bỏ hoang lâu lắm, cái cây này bự dữ vậy. Cây đó cái gì lá chứ ngộ hay. Nhìn nó giống cây. Giống cây lá. Giống như cây nhỏ bên đường mà bẻ lá đập vậy nè. Cái này làm tiền mà anh em phải. Mà lái gan giống như cái đồng tiền á. Nhưng mà cái này lá mượn. Đi qua. Cây này cổ thụ luôn, cái đồng tiền luôn ở đây. Này chắc là đồng thau rồi mới đồng tiền. Nè đây cây nữa nè, hai cây luôn á. Đây nè. Mới đây mọc né ha. Còn né mấy nhà nè. Né nhà. Ủa. Ôi. Nhìn kìa. Miếng thiết ăn cho nửa cây, đứt hơn nửa cây luôn. Còn da không ạ? Phải không? Không phải đâu. Không. Hồi né rồi. Miếng thiết bị cắt. Nó bị cắt. Né. Tụi đâu nó đứt ngang cái đó nó còn sống được thì cũng dữ lắm. Nhìn chứ gì là tụi đâu nó đứt ngang không chứ.
Cái gì? Tiếng động đâu rồi? Cái đường này đi ra đó không biết có cái gì không mà lùm bụi không? Không có đường này đi ra chỗ mình mấy cái chỗ mà cây gạch đó, chỗ có lò hay đó. Ừ. Nhưng mà ý là cái vách bên đây không biết có cái gì không? Không, đi ngoài á, đi ngoài bọc vô. Chỗ này âm trầm quá. Gì trời? Công nhận ở đây quá trời nhiều nước luôn. Gầm gầm bên đây. Ở bên kia cái khu bên đi ra đi. Cái khu vực bên cái khu nhà mà công nhân ở. Ê. Ê. Bà cứ chỉ lại cái chỗ đó. Bà ơi thì tụi con cũng không, nói chung là người chẳng thật thôi, cũng con không biết là nơi đó trước đây thờ ai và cũng như thế nào. Tụi con cũng mong rằng được bà chỉ dạy. Nơi đó trước đây thờ vong linh hay là thờ thần thánh ạ? Bà có cách nào cho tụi con biết được? Ê, kìa kìa. Ôi trời, nhìn bụp bụp đây hoài luôn. Ở phía sau cái tường á. Ê kìa 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 kìa. Bây giờ như thế này, xong mình nói chuyện với bà sau lưng. Bụp 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 ớn quá tởm. Không biết có gì bà tới không? Sao thẳng em? Cần ta đi ra luôn không? Gì? Cần ta đi ra luôn không? Đâu được. Ây da! Cái gì? Ây da! Cái gì? Ây da! Cái gì? Có cái gì chứ trời? Dạ. Sao rồi? Bị đá bay giỏi vậy? Nguyên cục gạch luôn.